Sau đây là em sẽ hướng dẫn các anh chị cách ướp gia vị nhé. Sau khi thịt mình lấy về, lấy ở ngoài chợ hoặc là người ta mang đến ấy, thì mình rửa sạch, mình để trong các cái rổ này sao cho nó ráo nước nhất có thể, thì mình sẽ tiến hành mình nạm mỏng ra. Thịt ở ngoài chợ thì đối với thịt làm bánh mì cái bác của mình á, thì mình nên lựa những loại vai và đùi. Thì ở đây em có nạp cả đùi cả vai luôn, mình pha trộn vào thì thịt nó sẽ được mềm hơn, ngon hơn. Đấy, mình tiến hành mình nạm nhá. Đặt bàn tay này, giữ miếng thịt này, nạm một đường này mỏng này. Mình nạm sao cho các cái miếng thịt nó tương đối là hình dạng nó là hình tròn nhá. Đấy. Mình muốn cái miếng nó bản nó lớn hơn ấy, thì mình nọc một đường ra đây này, sẽ để ra ngoài đây này. Tiếp theo là mình nạm thêm một đường nữa. Làm sao cho miếng thịt nó tương đối hình tròn nhá. Đường kính của nó thì tùy thuộc vào cái cây thịt mà mình muốn xiên. Ví dụ như cây thịt nhỏ thì mình sẽ nạm miếng nhỏ, đường kính nhỏ. Đối với cây thịt lớn 15, 20, 30 kg thì mình sẽ nạm làm sao cho cái đường kính nó lớn hơn thì nó dễ xiên hơn. Nạm làm sao cho cái độ dày của nó rơi vào khoảng 1 cm thôi. Dày là khoảng 1 cm đến 1,5 cm, 2 cm thôi. Không nên là dày quá nhé, dày quá gia vị nó không có được thấm mấy đâu. Mình sẽ rửa thịt trước khi mình nạm nhé. Vì rửa thịt trước khi mình nạm ấy thì thịt nó sẽ được khô hơn, không bị ướt. Mình để cả tảng như này này. Những cái miếng nó to như thế này, nạm to như thế này thì mình có thể cắt làm đôi. Ví dụ nó còn dày thì mình nạm cho nó mỏng ra. Còn dày thì mình sẽ nạm mỏng ra. Thịt thì nó sẽ không có đều nhau nhá. Mình sẽ có những miếng to, miếng nhỏ. Mình không thể nào mà miếng nào mình cũng nọc được như miếng nào. Nhưng mà để mà đẹp nhất ấy, thì mình sẽ cố gắng nạm làm sao cho nó ra hình tròn, tương đối một xíu. Và cái miếng thịt nó không được rách ra nhá. Tức là nó phải niền á, nó phải lành á, nó không có bị rách nỗ, thủng nỗ hay này. Đấy, cố gắng là để làm sao để khi mà mình xiên vào những cái miếng thịt này ấy, thì mình sẽ ghim vào giữa cái cây xiên này, thì miếng thịt nó giữ vào cái cây thịt nó sẽ chắc, nó không bị rớt ra ngoài.